Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Y tế ngày 19 tháng 1 do Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Người phụ nữ bị lóc toàn bộ da đầu do tóc quấn vào máy xào chè. Đang ăn lẩu, nam sinh phải đi cấp cứu vì tai nạn bất ngờ. Bé trai 2 tuổi suy hô hấp, suy thận, tiên lượng tử vong cao do bố mẹ đắp lá chữa thận tại nhà. Sản phụ 2 lần chạm cửa tử vì thuyên tắc ối sau sinh. Bệnh bẩm sinh hiếm gặp khiến người đàn ông nôn suốt 2 năm. Cứu sống bệnh nhân sốc đa chấn thương, thận vỡ làm nhiều mảnh, vỡ bàng quang. Tai nạn lao động, người đàn ông bị vật nhọn đâm vào ngực gây tràn máu màng ngoài tim nguy kịch. Phát hiện em bé có 4 quả thận hiếm gặp trên thế giới. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này mới đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 36 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng do tóc bị cuốn vào máy xào chè, khiến toàn bộ da đầu từ vùng mí mắt đến hết vùng da cổ gáy bị lột, máu phun thành tia ở trán. Bệnh nhân ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị nhập viện trong tình trạng lóc toàn bộ da đầu, chảy máu nhiều, phun thành tia vùng trán. Bệnh nhân nhanh chóng được kiếp trực cấp cứu thực hiện hồi sức tích cực, băng ép cầm máu, bảo quản vị trí tổn thương đúng cách, đồng thời mời bác sĩ khoa ngoại thần kinh của bệnh viện hội chẩn ngay. Sau cuộc hội chẩn khẩn cấp, bệnh viện đã liên hệ và hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Hà Nội để phối hợp đưa bệnh nhân chuyển tuyến ngay trong đêm. Bác sĩ Nông Văn Thời, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân cho biết. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng là vẫn tỉnh táo nhưng mà đau nhiều cho nên là hơi kích thích một chút. Nói chung là tỉnh và lóc toàn bộ da đầu từ vùng cánh mũi đến tận mãi đằng sau gáy cơ. Lóc toàn bộ. Tình trạng mất máu thì lúc mà bệnh nhân vào thì người ta có những cái băng ép bằng những cái miếng vải với lại nói chung là người ta tìm thấy cái gì quần áo các thứ ấy, người ta quận trên đầu. Thì vào viện thì được bọn mình sơ cứu thì theo đúng quy trình thì bọn mình bỏ những cái mà áo với các thứ ra để mình băng ép gọi là rửa vết thương cầm máu các thứ ấy, thì nó có máu bắn thành tia. Thì cái này vào với tình trạng như thế sau khi mình sơ cứu gọi là bọn mình rửa vết thương băng ép dùng những cái thuốc giảm đau cầm máu các thứ cho bệnh nhân. Thì mình đã nhận thấy cái tình trạng như thế thì mình đã liên hệ ngay với lại cái bác sĩ chuyên trực về khối ngoại của ngày hôm đấy để hội chẩn xem là ca này xử lý các bạn ấy có khâu cầm máu hay như nào không. Thì có xuống và hội chẩn thì có bảo là cái này hiện tại thì phải cho mình sơ cứu xong là sau đấy sẽ chuyển xuống dưới Hà Nội để người ta xem là người ta có khâu nối với các thứ không để trong thời gian vàng ấy để tránh tình trạng là mất làm ra đầu với các thứ của họ. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng hơn khi sử dụng máy móc trong sinh hoạt và sản xuất, đảm bảo mặc bảo hộ lao động đầy đủ, kiểm tra chất lượng máy thường xuyên để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nếu gặp trường hợp bị tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt, nên đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Tình trạng nổ bình ga mini đã nhiều lần được chúng tôi cảnh báo trong các chương trình, nhưng thực tế vụ tai nạn này vẫn xảy ra. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội đã cấp cứu cho một nam sinh bị dập nát bàn tay trái do nổ bình ga mini khi đang ăn lẩu. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo mối hiểm họa từ loại bình này không đảm bảo an toàn do tái sử dụng nhiều lần. Bệnh nhân CTL, 14 tuổi, trú tại Hải Dương, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay trái, gãy xương bàn ngón 1, đầu ngón 1, 5, còn hồng. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị tai nạn trong lúc đang ăn lẩu bằng bếp ga mini. Ngay lập tức, gia đình đã đưa nam sinh này cấp cứu tại một bệnh viện lớn khác tại Hà Nội và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn phẫu thuật. Với tổn thương này, bác sĩ đánh giá vấn đề chức năng bàn tay của bệnh nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt và lao động sau này. Đặc biệt, còn ảnh hưởng đến tâm lý. Các bác sĩ khuyến cáo, dịp cuối năm và nghỉ Tết Nguyên đán, người dân cần hết sức lưu ý với nguy cơ mất an toàn cháy nổ do sử dụng bình ga cồn. Bệnh viện đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn thương tâm khi sử dụng những bếp lẩu sử dụng bình ga mini, thậm chí có người tử vong. Vì vậy, người dân nên sử dụng những loại bếp lẩu an toàn để hạn chế tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Một bé trai 2 tuổi bị dị tật đường tiết niệu nhưng không đến viện. Bố mẹ tự điều trị tại nhà dẫn đến suy hô hấp, suy thận, nhập viện Đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu, tiên lượng tử vong. Khoảng 2 tháng trước, gia đình phát hiện trẻ có dị tật bất thường ở đường tiết niệu, đau đớn khi đi tiểu. Bố mẹ em đã mua thuốc của một người quen kết hợp đắp thuốc nam để chữa bệnh. Vài tuần sau, trẻ không thể đi tiểu, bụng trướng căng, khó thở, không ăn uống được, vùng bụng đắp thuốc xuất hiện các vết bỏng. Gia đình đưa trẻ đến bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ Ngô Thanh Huế, phó trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết,
tiên lượng của trẻ nặng nề, suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương thận. Ekip chọc giò, dẫn lưu mảng bụng, giải phóng bất dịch, dùng thuốc vận mạch điều chỉnh điện giải, lợi tiểu kháng sinh. Sau đó, các y bác sĩ đã mổ cắt bán phần bàng quang và cắt bỏ khối u cổ bàng quang cho trẻ, giữ được mạng sống. Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã ổn định, đã cai thở máy, tỉnh táo và đã tự đi tiểu được. Bác sĩ khuyến cáo gia đình không nên nghe theo quảng cáo, tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, cần tham khảo kỹ ý kiến và hướng dẫn của thầy thuốc để đảm bảo an toàn. Đơn vị hồi sức tích cực tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định mới đây đã kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu cho sản phụ 34 tuổi do thuyên tắc ối, ngưng tim 2 lần. Bác sĩ Giang Minh Nhật, trưởng đơn vị hồi sức tích cực tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, xe cấp cứu chờ sản phụ chuyển đến bệnh viện còn cách khoảng 5 km. Ekip cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ, huy động các bác sĩ của nhiều chuyên khoa sẵn sàng tiếp nhận. Vừa đến khoa cấp cứu, sản phụ ngưng tim lần thứ 2, xuất huyết âm đạo, ước tính mất khoảng 1 lít máu. Bệnh nhân được hồi sức thành công, tim đập trở lại, bác sĩ đã thực hiện nhanh chóng các bước kiểm tra cận lâm sàng, xác định thuyên tắc ối, chuyển tới khoa hồi sức tim mạch. Tất cả quy trình chỉ được thực hiện trong vòng 30 phút kể từ khi bệnh nhân nhập viện. Chia sẻ về mức độ nguy hiểm của biến chứng sản khoa thuyên tắc ối, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Duy Long, trưởng khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết. Theo y khoa, thuyên tắc ối hay còn gọi là dạng phản vệ trong thai kỳ là cái tình trạng mà nước ối, tóc hoặc là các cái tế bào mảnh vụn của thai nhi xâm nhập máu của mẹ, gây tình trạng giống như dị ứng, gây suy tim phổi cấp và xuất huyết nghiêm trọng, thường xảy ra ở giai đoạn cuối của cái dấu hiệu chuyển dạ. Thuyên tắc ối được coi là một thảm họa sản khoa. Nếu xảy ra thuyên tắc ối thì có tới 50% sản phụ sẽ không vượt qua giờ đầu tiên, và nếu có vượt qua giờ đầu tiên thì cũng để lại cái di chứng thần kinh nặng nề sau này. Dẫn đến điều này thì phải có 3 cái điều kiện. Thứ nhất là phải có hiện tượng vỡ màng ối, nước ối bị chảy ra ngoài do màng ối bị vỡ ối sớm. Nhau thai và cái thành cổ tử cung đó bị phân ly khiến cho cái mạch máu bị tổn thương. Lúc này thì nước ối sẽ thông qua các cái tĩnh mạch ở niêm mạc cổ tử cung đi vào tuần hoàn máu của mẹ. Và khi tử cung co thắt mạnh thì làm cho nhanh chóng làm vỡ mạch máu. Và hậu quả dẫn đến cái tình trạng là phản ứng của cơ thể và cơ chế đông máu bất thường xảy ra. Thuyên tắc ối là một cấp cứu sản khoa nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong gần 70%. 85% thai phụ được cứu sống sẽ mắc các di chứng thần kinh vĩnh viễn do ngừng tuần hoàn. Thuyên tắc ối diễn tiến lâm sàng phức tạp, vì vậy cần được phối hợp xử trí liên chuyên khoa sản khoa và tim mạch tại các trung tâm có kinh nghiệm. Một người đàn ông 59 tuổi đau bụng nôn ói 2 năm nay đi khám phát hiện nang ruột đôi bẩm sinh và xuất huyết trong nang. Kết quả chụp các lớp vi tính CT cho thấy ông T có nang to cạnh tá tràng, kích thước 5 x 10 cm, trên ép gây hẹp lòng tá tràng và xuất huyết trong nang. Thạc sĩ bác sĩ Võ Nhật Trường, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi tiêu hóa cho biết, nang đôi tá tràng thường được phát hiện qua siêu âm, cách điều trị duy nhất là phẫu thuật nội soi cắt bỏ đoạn ruột bị tổn thương. Trường hợp của ông T đã lớn tuổi, xuất hiện triệu chứng muộn nên quá trình chẩn đoán và điều trị phức tạp hơn. Nếu không được phẫu thuật điều trị bệnh dứt điểm, bệnh nhân có thể nôn ói kéo dài, gây mất nước, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng, nguy cơ cao xảy ra những biến chứng như xoắn ruột, thủng nang, gây viêm phúc mạc, xuất huyết trong nang, nguy hiểm đến tính mạng. Ông T đã được phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ nang cạnh tá tràng, đồng thời nối vị tràng, tái lập lưu thông dạ dày. Sau 3 ngày, ông được ăn cháo loãng, uống sữa, sức khỏe đã ổn định, không còn đau bụng hay nôn ói và xuất viện sau đó 10 ngày. Bác sĩ khuyến cáo, mọi người khi có dấu hiệu bất thường tiêu hóa cần đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Những bệnh ít gặp như nang đôi ruột chỉ chẩn đoán được khi làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng. Mới đây, khoa tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, vỡ bàng quang, nguy hiểm nhất là thận phải bị vỡ thành nhiều mảnh. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mới đây, khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân DTT, 66 tuổi, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, nhập viện trong tình trạng trụy mạch, tụt huyết áp, đau vùng mạng sườn phải và hạ vị, bụng trướng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm lâm sàng, hồi sức tích cực, truyền máu, truyền dịch nhưng huyết áp vẫn không cải thiện, 80/50mm thủy ngân. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với khoa ngoại tiêu hóa, khoa hồi sức tích cực và chuyển mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện thận phải của bệnh nhân vỡ nhiều mảnh, vỡ bàng quang, chấn thương gan nên tiến hành khâu cầm máu, bảo tồn thận phải, khâu bàng quang vỡ và vết thương gan. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực theo dõi 2 ngày, tiếp đến chuyển về khoa ngoại tổng hợp tiếp tục theo dõi và điều trị, được cho làm xét nghiệm chức năng thận để kiểm tra và cho kết quả bình thường. Bác sĩ Nguyễn Tiến Độ, khoa ngoại tổng hợp trường kíp phẫu thuật cho bệnh nhân T thông tin, trong quá trình phẫu thuật, cái khó nhất là khâu cầm máu để bảo tồn thận phải bị vỡ nhiều mảnh. Đây được xem là thành công nhất của kíp mổ. Thông thường nếu thận bị vỡ nhiều mảnh thì cắt bỏ là biện pháp tối ưu và an toàn nhất để cứu sống bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân T nếu cắt bỏ thận phải thì sau này có nguy cơ bị suy thận. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng bảo tồn thận phải cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa cứu sống một người đàn ông gặp tai nạn hy hữu, làm bắn một vật nhọn đâm vào ngực khi cắt tôn, khiến bệnh nhân sốc tràn máu khoang màng ngoài tim, gây chèn ép tim cấp, nguy kịch đến tính mạng. Anh NVT 30 tuổi, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, phải vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn vì gặp tai nạn lao động. Anh T đang cắt tấm tôn và làm rơi va đập xuống nền, làm bắn một vật nhọn đâm vào ngực. Vết đâm ngay ở dưới mũi kiếm xương ức khiến anh bị choáng và bất tỉnh. Từ bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, anh T được chuyển lên bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được. Anh T bị một vết thương 1,5cm cạnh mũi kiếm xương ức bên trái. Anh T được siêu âm khẩn và cho kết quả, tràn dịch màng tim lượng nhiều, có dấu hiệu chèn ép tim cấp. Hội chẩn viện khẩn và chỉ định mổ tối khẩn cấp với chẩn đoán sốc tràn máu khoang màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Các bác sĩ đã phải mở ngực trước trái của bệnh nhân ở khoảng liên sườn 6 vào khoang màng phổi trái và phát hiện màng ngoài tim căng cứng, mở màng tim có khoảng 1.000 ml máu cục và loãng. Ngoài ra, còn có vết thương thủng tâm thất phải gần sát mõm tim khoảng 1cm. Theo bác sĩ điều trị, hiện nay anh T đã qua cơn nguy kịch. Đối với những trường hợp tai nạn lao động tương tự, việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng. Bệnh nhân cần được nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Nếu chậm trễ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do mất máu hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Mới đây, trong một ca phẫu thuật, các bác sĩ Brazil đã tình cờ phát hiện một bệnh nhi có tới 4 quả thận. Đây là dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp. Bé gái Izit được các bác sĩ phát hiện có vấn đề về thận từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ, song họ không chắc chắn là bệnh gì. Izit chào đời bằng phương pháp sinh mổ, sinh non phải nằm lồng ấp. Khi cô bé tròn 5 tháng tuổi và phải thực hiện một ca phẫu thuật, các bác sĩ mới phát hiện em có 4 quả thận. Đây là tình trạng hiếm gặp, được ghi nhận dưới 100 bệnh nhân trên toàn thế giới. Thận thừa là sự phân chia bất thường của dây thận trên thành phôi trong thai kỳ. Thận thừa có thể hoặc không hợp nhất với các quả thận khác. Số lượng thận nhiều bất thường gây chèn ép dạ dày và ruột của bệnh nhi, khiến bé khó chịu khi ăn uống. Ekip đã cắt bỏ quả thận phía trên bên phải do gây tắc nghẽn dẫn tới tích tụ nước tiểu. Quả thận bị cắt bỏ của Izit không thể hiến tặng vì các mạch máu bất thường. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc cấy ghép. Thay vào đó, quả thận hư đã được gửi đi để phân tích trong phòng thí nghiệm. 3 quả thận còn lại của Izit hoạt động bình thường. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!